Xin giới thiệu các bạn, hôm nay mình đã có mặt tại giáo xứ Cam Châu. Mình sẽ quay cảnh nhà thờ giáo xứ Cam Châu, mời các bạn cùng mình sẽ đi tham quan. Nhà thờ này cũng rất là cổ đấy các bạn nhé, rất cổ kính. Nhà thờ này xây dựng năm 1937 đó các bạn ạ, bởi vì nó vướng một cái cây nó che mất, mình không nhìn rõ. Nó có số 7, không biết là 37 hay 17. Đấy các bạn này, ngay bức quấy này, ngay cửa quấy vào đã là cổ gỗ lim bưng, còn có cả ngưỡng nữa. Kỷ niệm ngày 12 tháng 12 năm 2007, lễ cung hiến thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, giáo xứ Cam Châu, giáo phận Thái Bình do Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận cử hành để ghi nhớ muôn đời. Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm giáo xứ Cam Châu khởi công ngày 8 tháng 1 năm 1904, khánh thành ngày 8 tháng 12 năm 1907, dài 45m, rộng 12m, cao 17m, tháp chuông cao 31m, xây năm 1995, do Đức cha Phêrô Trần Công, nghị chủ trì xây dựng. Đức cha Phêrô Maria Trung, giám mục địa phận Trung Ban, sắc lệnh nhận Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội làm quan thầy ngày 8 tháng 12 năm 1907 để ghi nhớ muôn đời. Tháp chuông này mới các bạn, mới có 1995 thôi. Cao 31m. Các bạn của mình sẽ đi xung quanh nhà thờ. Bên cánh tay trái của mình là có Đức Mẹ Vô Nhiễm, đài Đức Mẹ Vô Nhiễm. Xây dựng vào năm Đại Năm Thánh năm 2000. Và bên cạnh đài Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội thì có các chứng nhân. Có 7 được phúc tử đạo.
thờ này trong mái ngói này các bạn nhìn biết là cổ rồi. Bây giờ mời các bạn cùng Phạm Thơ Vlog sẽ đi xung quanh. À, bên này có 2, 4, 6, cũng 7 phúc nhân tử đạo nữa các bạn. 7 hiền phúc nữa. Bàn đi 14 vị. Xung quanh nhà thờ có các đàn thánh giá. Có một con ao hồ bên cạnh nhà thờ tách rời với đường với nhà dân. Nhà thờ này là cổ, không thể phá được các bạn nhé. Một di tích lịch sử. Chứ xây nhà thờ mới thì sao chẳng xây được. Thế nhưng mà nhà thờ cổ gỗ bây giờ hơi bị rất là hiếm. Có những giáo xứ mà giữ được. Lô. Hai bên là hai con đường, cũng là hai cái ao. Đây là toàn bộ hai bên là các đàn thánh giá. Các bạn nhìn rất là đẹp. Sơn màu đồng.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Bản Thơ Vlog để Bản Thơ Vlog có động lực làm nhiều video tiếp theo để phục vụ các bạn một ngày một tốt hơn. Có điều gì làm phiền các bạn, mong các bạn thông cảm bỏ qua, đóng góp xây dựng để kênh một ngày một phát triển lớn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các video tiếp theo.